đấy con được không ăn pizza ở làm thức đẹp rồi có pizza nữa tiếp cái hồi thích thôi cái gì nữa quýt nữa quýt tiếp đi như có nữa. Nói đi thì cứ nghi nghĩ ơi quýt nữa cứ nói tiếp tục như nước chanh nước cam wow nhiều quá à. Mua pizza luôn. Oh my god, Khang ăn pizza không? Ừ. Sao vậy? Khang biết ăn pizza. Khang quýt nữa đi bảo. Nhiều. Cái kem nữa. Trời trời trời, kem luôn. Ơi đi thật. Kẻ thất lại. Ừ. Yeah. Khang ngồi xuống con. Cam. Trái cam. Táo. Ba. Số 2 mọi người. Bữa nay con làm gì ngoài trời à? Ba trời mát ra ngoài làm gì? Ra ngoài ngồi ở thảm à. Ngồi ở thảm làm picnic hả? Chứ còn ở trong nhà. Rồi ngồi nhà. Khang lại chi với anh Bảo kìa. Khang, lại ngồi anh Bảo kìa. Hôm nay Khang ngồi ở ngoài làm gì Khang? Hả? Ai biết. Nghe ngoài này làm gì? Chơi gì? Chơi picnic. Picnic. Ừ. Mình ngồi mình nướng đồ ăn luôn mà chưa có bếp nướng. Đi. Ok, đợi chút. Pizza ở đâu? Ở nhà. Ở nhà luôn. Kệ lấy nước đi, tự đi lấy đi. Mang vô đi lấy nước đi. Ừ. Pizza trong nhà ở trong nhà mọi người. Pizza. Con phải ngồi con wish. Em Khang làm gì em Khang đi lấy gì ạ? Con wish à. Mang dép của ba hả? À? Con đi lấy gì ạ? Rồi dừng té. Con wish hết rồi ba. Rồi ngồi ngồi hưởng thụ đi. Ngồi hưởng thụ trời mát. Trời mát quá. Bữa nay trời mát không? Bữa nay gió. Bữa nay có gió. Gió nhưng mà mát đúng không? Gió nhưng mà mát. Ừ. Ngồi ngoài trời tắm nắng mùa dịch đó bà. Mùa dịch. Dịch đâu có được đi đâu chơi. Xong rồi ở đây là. Ôi ôi. Ừ, ok Khang. Oh my god, gió ngã ghế luôn kìa Khang. Gió ngã ghê. Đi ba. Bây giờ mình để nó nằm xuống đi. À con dĩnh này đi. Thôi thôi thôi. Thôi để nằm này nè. Rồi. Xin. Đó rồi, ngã cái ghế luôn rồi mọi người ơi. Ừ. Mình thay nó ăn cái gì không mọi người? Khang uống gì hả Khang? Anh uống nước hả? Uống nước mà cứ nói ăn nước không vậy? Tôi nói à, Khang uống nước luôn mọi người. Ừ. Uống nước kho đó nè, quay cho mọi người kho. Ừ. Anh bảo chỉ mọi người cái kho. Cái kho đó. Kia là kia cơm mình bỏ ăn cho chị, cho con gì ăn? Cho chim ăn hả? Chim ăn á. Ừ. Tấn cái này lại thôi thì nó bay nữa mà. Rồi rồi con ngồi xuống con nhắm mắt lại con wish con có cái gì. Nhanh lên. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Rồi wish có cái gì? Con wish để con có mami. Có gì nữa? Here you go. Wish coming true. Oh my god. Uống đi, Khang uống cam đi. Ô, oh, con có pizza đâu? Làm pizza lên. Nè, có gì nữa nè. Oh my goodness. Oh my goodness. Khang qua đó ngồi đây, ba chụp hình cho con với mẹ. Đi đi. What'd you say? Khang ăn đi. Yeah. Uống cam kìa, Khang uống cam đi. Uống cam đi. Yeah, cam kìa. Chia kìa, cùng ly. Cùng ly. Vô, 1, 2, 3. Vô. Làm lại, cùng lại.
cùng lên lại, cùng lên lại, 1, 2, 3. Hai hai cùng lên lại, hai cậu. Rồi cùng lên, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngon không? Dạ ngon hả? Rồi ăn cái gì đi, ăn bánh kìa. Ôi, đổ, đổ. Đổ, này khá ăn táo rồi. Để bảo ăn pizza. Con chấm gì vậy bà? Bơ rồi. Ừ. Rồi chấm bơ đờ ngay. Chim, chim. Chấm bơ đờ đi. Ngon không? Pizza chấm bơ đờ luôn hả? Ngon không? Ngon. Tìm không thấy bột tỏi đâu. Ăn cua. Hết bột tỏi rồi. Chấm bơ này đó. Cua. Cua. Món. Rồi hát chị cống. Rồi cô đây ăn cua. Nó cho một phát. Rồi cô quay cho mọi người rồi nó con ăn nha. Rồi cho mọi người coi con ăn gì hả? Hả bà? Quay cho mọi người coi con ăn gì hả? Nó con nói mai mốt con đi đâu con quay cho mọi người coi. Cho một crab. Cho một crab nó bán cái gì trong đó? Cua. Con Khang không ăn ta. Nó có một cờ bán gì không? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cái bên này không? Nó có appetizer rồi. Pizza. Ok. Cái hộ con cầm. Juice. Ngon không? Khang ngon không? Uống đi, uống thử coi ngon. Uống uống này coi. Cái này nước gì vậy? Nước gì? Uống cam. Uống cam mà. Cùng ly anh Bảo kìa. Cùng ly anh Bảo. 1 2 3. 2 3. Vô. Hai anh em ngồi nhậu hả? Hả? Nhậu. Oh my god, hai anh em nhậu nước gì vậy? Nhậu nhậu cụ này cụ gì vậy? Cái này cụ gì? Ừ, Khang ăn miếng đi. Khang ăn miếng pizza đi, nè. Gì? Nó ăn miếng pizza. Em Khang là không bao giờ ăn pizza, không bao giờ ăn đồ Mỹ. Pizza. Okay, ăn pizza giống anh Bảo đi. Thử ra ngon. Butter. Bỏ miếng muối vô. Salted mà. Không đủ. Salted butter. Mom. Dìu tay dính gì vậy? Ai biết? Dính gì? Rửa tay cho con đi. Thôi khỏi. Em yêu. Khang quần con có con gì vậy? Đa sô. Tiếng Việt là con gì? Khủng gì? Em muốn nói cho mọi người ra đây, con nói cho mọi người đó. Nói mọi người nói gì? Con khủng long. Ừ. Nhưng mà ba hỏi em thử coi em nó biết không? Uống gà cùng ly ra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Do. Nhẹ thôi vô cốc đó. Ngồi qua do hai đứa làm như nhậu thiệt á. Em móc đứa kia nó ra nữa bảo. Thêm đứa ra nữa là sao? Nhậu. Nhậu luôn hả? Nhậu 3 đứa. Rồi còn Tâm nữa kìa. Tâm nó chắc Tâm. Tâm nó con gái sao nó nhậu được. Cho hai, ba anh em ngồi. Mày móc thằng kia ngồi đây hả? Dạ. Ba. Kia ngồi bên kia. Kia ngồi bên đây hả? Ừ. Ba thằng luôn. Ha. Thằng nhậu thôi. Hay. Cùng đi kìa, nói anh Bảo cùng ly. Cùng ly. 1 2 3. Vô. Hai anh em bữa nay trời mát ra ngoài ngồi nhậu ha. Nhậu. Mà không phải nhậu ở trong, nhậu ngoài. Thì đó, nhậu ngoài tại trời mát. Mẹ ơi. Khang ngon không? Khang ngon không? Thấy không? Nữa. Uống nữa. Ngon không? Mẹ lấy cho. Khang làm như nè. Khang. Khang. Làm như nè.
Anh bảo lúc nào mà không thơm ớt. Có đồ Mỹ ăn là thơm ớt, thơm ớt à? Hả? Thơm ớt. Có đồ Mỹ ăn là vậy à ha. Anh bảo phải ăn đồ Mỹ lắm. Nó no, 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 no. Dưới này dơ. Để xuống mẹ đi lấy nước cam cho con rồi. Đi đâu ông té giờ con? Ngồi xuống cùng Linh Bảo ra. Đi đâu? Mang dép của bà đi té giờ. Không biết, mọi người không biết tại sao Khang nó mang dép của bà. Nó đi lấy đồ. Ok, thôi video tới đây thôi. Say bye mọi người đi. Khang, say bye Khang. Bye bye. Ok, bye mọi người nha. Nếu thích video thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Oh yes. Ok, bye bye.